Dua lemparan bola ke lapangan atau throw-in yang dilakukan Pratama Arhan yang memicu gol ke gawang Vietnam pada laga semifinal sepak bola SEA Games 2023 masih jadi perbincangan publik. Publik Vietnam masih terkesan dengan kekuatan tangan pemain Indonesia itu melempar bola. SEA News, media Vietnam, secara khusus membahas teknik lemparan bola ala Rory Delap itu, pemain asal Inggris. Media tersebut menyarankan timnas Vietnam dan negara ASEAN lain bisa meniru cara Arhan melempar bola. Kemampuan pemain Tokyo Verde dalam menghasilkan throw-in sudah menjadi perbincangan publik sejak setahun lalu. Nama Pratama Arhan makin menjadi sorotan ketika sukses melakukan dua kali lemparan bola saat laga semifinal SEA Games 2023 ketika Indonesia melawan Vietnam. Kedua lemparan bola yang dilakukan Pratama Arhan menghasilkan gol. Yaitu saat lemparan bola yang dilakukan Arhan disundul Komang Teguh Trisnanda Putra bola pun melesak ke gawang Vietnam dan menghasilkan gol. Kedua, gol pada menit ke-53. Lemparan bola ke dalam lapangan yang dilakukan Arhan, bolanya sempat ditinju kiper Vietnam, Kuan Phan Chuan. Namun, bola lepas itu kemudian disambut Marcelino Ferdinand, lalu tendangannya dibelokkan Ferrari hingga masuk ke gawang. Media Vietnam sendiri sejauh ini objektif dalam mewartakan keunggulan timnas Indonesia pada ajang SEA Games 2023. Mereka mengakui keunggulan timnas Indonesia. SEA News menilai bahwa kemampuan Pratama Arhan sangat langka dan harus dimiliki para pemain The Golden Star. Menurut media Vietnam itu, throw-in bisa jadi salah satu opsi jika serangan konvensional buntu. Selain dua gol dalam laga melawan Vietnam di semifinal, Indonesia juga mencetak gol ke gawang Filipina dari lemparan Pratama Arhan di fase grup. Bahkan, pertahanan tinggi Filipina kesulitan dengan trik ini, tulis SEA News. Kemampuan Pratama Arhan dalam melempar bola selama ini sudah teruji akurat menuju sasaran dan berujung gol. Ditambah dengan kecakapan para pemain Indonesia dalam memanfaatkan kemelut di area penalti lawan, maka lemparan bola itu berpeluang sangat besar menghasilkan gol. Itulah sebabnya lawan timnas Indonesia ngeri-ngeri sedap ketika ada bola mati di pinggir lapangan yang dekat dengan gawang lawan. SEA News menyarankan agar negara-negara Asia Tenggara harus berhati-hati jika kelak bertemu Indonesia. Hal itu karena Indonesia memiliki pemain yang jago melakukan lemparan bola. Pada Januari tahun 2023, Pratama Arhan mendapat penghargaan dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sebagai salah satu dari 11 talenta muda Asia yang layak ditonton untuk 2023. Dia dianggap setara dengan Zidane Iqbal dari Irak, yang sekarang bermain di Manchester United U23. Menurut SEA News, Pratama Arhan adalah contoh pemain muda yang menjanjikan. Dengan lebih dari 20 caps untuk timnas, baru berusia 21 tahun dan terpilih sebagai pemain muda terbaik di Piala AFF 2020, Pratama Arhan tidak diragukan lagi adalah salah satu talenta paling menarik di sepak bola Indonesia saat ini, kata AFC seperti dilansir SEA News. Timnas Indonesia tidak hanya punya Pratama Arhan yang bisa melakukan lemparan bola dengan lemparan kuat, jauh, dan presisi. Pada laga final SEA Games 2023, penonton juga bisa melihat ternyata ada jagoan lain dalam melakukan lemparan bola. Yaitu Alvendra Dewangga. Dewa sukses melakukan lemparan bola saat timnas menghadapi Thailand di final SEA Games 2023. Gol pertama Indonesia yang diciptakan Ramadan Sananta pada menit ke-21, adalah berkat lemparan bola ke dalam yang dilakukan Dewangga. Bola yang dilempar Dewangga dari sisi lapangan itu disundul Sananta. Bola yang sempat mengenai bek Thailand itu pun kemudian masuk ke gawang Vietnam. Lực ném biên thì có lẽ không thể bằng bóng của các cầu thủ UAE Indonesia. Chúng ta đã thấy được một hình ảnh rất quen thuộc Pratama Arhan với những tình huống ném biên rất mạnh vào phía trong. Hậu vệ trái của UAE Indonesia có khả năng ném biên rất đặc biệt và chúng ta đã thấy điều đó ở SEA Games ngay từ năm ngoái. U22 Việt Nam chắc chắn là biết điều này và chúng ta cũng sẽ có những giải pháp để hạn chế những tình huống ném biên không khác gì những quả tạt vào trong. Những đội bạn đã có bàn thắng với một tình huống ném biên như vậy.
và người ghi bàn là số 4 Chris Nanda. Bàn thắng đến ở phút thứ 10 của trận đấu và chúng ta thấy được U22 Indonesia với những phương án của mình đã cho thấy hiệu quả. Hàng phòng ngự của U22 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho tình huống vừa rồi. Những người đánh đầu là một trung vệ. Cũng giống như trận gặp U22 Thái Lan, chúng ta đã để cho đối thủ dẫn trước từ khá sớm. Nhưng thời gian vẫn còn rất nhiều. Và chúng ta vẫn còn nhiều những cơ hội để có thể tạo ra được những điều đặc biệt trong trận đấu này. Vẫn là màn cầu nguyện quen thuộc của huấn luyện viên Siafri sau mỗi bàn thắng của Indonesia. Trung vệ của chúng ta Quang Thịnh số từ khá sớm. Một đường chuyền nguy hiểm của đội bạn Wintan Suleiman đã băng xuống, nhưng tình huống xử lý sau đó của anh rất may là không tạo ra khó khăn dành cho U22 Việt Nam. Và chúng ta cần phải rất tập trung với những đường chuyền như vừa rồi ra phía sau lưng của hàng phòng ngự. Pramata Ahan và Levando thường xuyên có những tình huống đối đầu ở trên sân. Tiếp tục sẽ là một quả ném biên rất mạnh của Pramata Ahan. Và tất nhiên chúng ta cần phải rất cảnh giác với tình huống này. Cú đấm bóng của con ăn chuẩn rất nguy hiểm. Như vậy là có bàn thắng thứ hai cho các cầu thủ Indonesia. Vẫn xuất phát từ một pha ném biên rất mạnh của Pramata Ahan. Và vẫn khoảng thời gian 10 phút đầu tiên của hiệp đấu, một tình huống lập bập và bóng đi qua một dừng chân các cầu thủ. Quan văn chuẩn của chúng ta không có được một sự quan sát tốt. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Tình huống phá bóng ra của Quan Văn Chuẩn, nhưng rõ ràng là những tiếp ứng của chúng ta ở sau đó trong việc phòng ngự bóng 2. Marcelino Ferdinand có một vị trí thuận lợi và vừa rồi bóng cũng chạm chân một cầu thủ U22 Indonesia, khiến cho hướng đi là thực sự khó. Rõ ràng là khi treo bóng bổng vào trong như vậy, chỉ có đôi tay của Quan Văn Chuẩn mới giúp cho U22 Việt Nam có những lợi thế nhất định để phá bóng ra. Marcelino Ferdinand đã tiếp tục cho thấy duyên ghi bàn của mình. Không phải là một tình huống dứt điểm quá tốt, nhưng cuối cùng bóng đi lập bập và đã mang về bàn thắng. Và chúng ta sẽ rơi vào thế bám đuổi. Bóng đá quyết định thay đổi bộ đôi tiền vệ trung tâm. Trận đấu này, bộ đôi tiền vệ trung tâm của cao thủ Thái Lan không phải là Kudrachet hay Leon, mà được thay thế bằng Chea Pipat và Setasit. Pha xử lý vừa rồi là của Faza, một cầu thủ chạy cánh nhưng rất có duyên ghi bàn. Người đã ghi tới 4 bàn và đang là người ghi bàn tốt nhất của cho cao thủ Indonesia trong trận đấu ngày hôm nay. Và chúng ta cùng xem là liệu anh có thể thực hiện những quả ném biên căng và xa như là Pratama Ahan hay không. Dewanga nguy hiểm và tỷ số là 1-0. 1-0 dành cho cầu thủ Indonesia. Và lại là hiệu quả từ những quả đá biên. Phút thứ 21 của trận đấu, đội bóng chủ động nhập cuộc chơi tấn công. Trận chung kết cũng rất giống với bàn mở tỷ số trong trận bán kết với đội tuyển U22 Việt Nam. Chỉ có điều khác biệt, khi mà Pratama Ahan không có thì đã có Dewanga. Vâng, có thể coi đây là một tình huống đốt lưới nhỉ. Bóng đá chạm vào đùi của trung vệ Sóc Trai. Lực ném biên thì có lẽ không thể bằng Pratama của các cầu thủ U22 Indonesia. Và chúng ta cũng thực sự bất ngờ khi mà Pratama Ahan không xuất hiện ở trên sân. Nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn rất phong cách. Phong cách vẫn rất giống những pha ném biên của Pratama Ahan. Pha cài người cho thấy sự tự tin cao.